Và chúng ta sẽ làm cái việc là các cái kiểu đêm và đêm như thế nào nha. Đầu tiên là đêm thì các bạn sẽ vào annotation này thì mọi người sẽ thấy ở đây đêm là đêm layer, là đêm này là đêm thẳng, là đêm từ điểm này ví dụ những cạnh này ạ, nó đêm chỉ có theo trục x và trục y thôi. Đây này, theo trục x và theo trục y, nó không đi được chéo. Ví dụ như đây này, cạnh này này, đây, đi với điểm này, nó chỉ đi như này thôi, đi vuông góc ấy. Đấy, còn đi layer là chúng ta hãy dùng nhiều nhất là chọn một điểm này, à đi đi line là chọn nhiều nhất, sorry nhé, đi line là chúng ta sẽ đi mà được nó vuông góc nha. Còn đi layer là sẽ đi làm sao, chỉ có trục gì thôi, dim vuông thôi, dim cho trục x trục y thôi. Còn dim rectangle là dim gì, dim cung tròn này. Còn dim radian là dim gì, bán kính. Còn đây là dim đường kính. Còn đây dim chiều dài cung là chọn đây này, ví dụ như tôi chọn điểm này này, chọn cung này, chọn điểm này này, đi đến điểm này này, này chiều dài cung này, người thấy không? Thì đây nó sẽ có đêm cung trong và cung ngoài. Được nhá. Đây chiều dài cung giới hạn 12 điểm này. Đấy, còn annotation đây thì nó sẽ có phần ở đây là gì? Phần là slope elevation, là cao độ. Người thấy không? Cao độ ở đây. Mọi người kích một điểm này, kéo lên và kéo ra. Đây là cao độ, còn nếu mà kích một điểm, kích một điểm, kích một điểm nữa thì là nó sẽ nằm yên. Được nhá. Ví dụ như tôi hay làm thì đây, kích nha, chênh nhau 100 này. Lệnh tắt là L code này. Và đây là code hoàn thiện. Slope. Cái này thì là cái tọa độ. Thì sau này chúng ta có tọa độ, đây là gốc không không đúng không? Chúng ta lấy theo mức độ bình thường, ví dụ như điểm này chẳng bạn sẽ thấy đây, tọa độ thấy không? Đây, điểm này ạ. Thấy không? Thì sau này các cái điểm này nó đều có tọa độ ấy. Thì để chúng ta định vị được ấy. Những công trình phức tạp cong thì chúng ta có các cái điểm như này, chúng ta automatic luôn. Đấy, còn slope. Slope đây thì mọi người sẽ biết, hôm trước tôi bảo rồi đúng không? Đặt đường dốc thì nó có slope. Thì đây là cái bảng dim. Ở đây nó sẽ có setting dim ở đây, tất cả các loại dim, setting dim ở đây. Thấy không? Đó, thì bây giờ tôi dim. Đây. Này. Còn này. Đây này. Thì các bạn sẽ thấy có một cái setting dim ở đây, chọn này, này. Tôi hay dim với cả align, này, à dim align này, chọn này, đây này, nó là diagonal 2.5 radian t, mọi người chọn này, thì đây nó có sẽ là line ở dim này, mọi người thấy không? Thì tôi chọn đây, edit time, duplicate, thì các bạn có thể chọn này. Thường với cái khổ A3 này thì thường là nó tim là 2.0. Ok. À, 2 ly ấy. Trên tờ A3 ấy, nó là chuẩn. Thì mọi người sẽ quan trọng của tôi nhất ở đây là width spacer, là độ dẹt của chữ, tôi chọn là 0.8 này. Cỡ chữ này 0.5 này. À 2.0 này. Take offset là cái gì? Take offset là khoảng cách từ cái điểm này, này đến cái chân dim này. Hãy đi thôi, các bạn chọn này. 1. Các thấy không? Các này 1 và 0.5. Còn đây là phông chữ thì tùy các bạn. Đấy nhá. Phông chữ gì? Đấy. Đấy. Tùy. Nhà tôi thì tôi hay area. Ok. Mặc định của nó. Các thấy không? Đó, thì đây là cái phông chữ. Ok. Tôi đi tiếp chọn này. Đây. Chọn từ điểm này. Điểm này. Điểm này. Điểm này. Này. Các bạn có thể mắc chốt MA này. MA được dim này. Các bạn sẽ thấy ở đây nó có điểm là điểm cắt chân dim đúng không? Thì chọn đây này, Edit Time này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có phần là Wireless Control, Warp to Element này. Thì ví dụ tôi chọn đây nó sẽ chọn là Fix to Dim Line, là cắt chân dim, là cắt bao nhiêu, ví dụ tôi chọn đây là 6 chẳng hạn.
Ok, có nghĩa là điểm từ đây đến đây là bao nhiêu? 6. Nó sẽ có hai điểm nữa, là điểm từ đoạn này đến đoạn này, điểm từ đoạn này đến đoạn này và cái tích mắc này. Đúng không? Thì chọn này. Edit thì mọi người sẽ thấy đây. Hai cái điểm đấy chính là điểm này, tôi chọn là hai này. Emily là điểm từ đây đến đây này. Nó chính là dimension line extent và đây là dimension ở đây, y this line extension 2.0. Ok, còn bây giờ nó có phần tích mắc đấy. Đấy, tích mắc là thế này. Nó đang là 3. Ok, mình muốn làm cái khác thì mình vào manager đây. Mình vào manager. Các bạn chọn tôi vào annotation. Setting. Các bạn chọn đây là temporary. Đây. Tôi chọn là Arrowhead annotation. Arrowhead. Thì với phiên bản này ấy, nó đang gộp lại những cái này, chỉnh cái này, chọn này, thì các bạn sẽ thấy đây nó đang là euro, tôi chọn là đây là gì, diago nào, nó đang ba, tôi để duplicate lên, các bạn chọn tôi đây nó có thể là bao nhiêu, hai chẳng hạn, ok, bạn sửa tôi đây là hai, ok, thì các bạn chọn này, edit thôi, thì ở trong đây nó sẽ có phần là gì, đây hai này, đấy thì nó sẽ ngắn lại. À, thấy không? Và tiếp tục ở đây dim đây dụ dim đây là một khuôn phây này, tôi dim ví dụ như phây of core là bề mặt lớp lõi này. Được nha, này 220 này. Dụ anh nhỉ MA bạn sẽ thấy không, thì hai cái này nó bắt điểm ở đây nó xa, thì các bạn chọn đây này, edit time, các bạn để chọn cái bắt điểm ở đây này, nó đang là 10, thấy chưa, ví dụ như các bạn sẽ chọn đây là cắt chân đi, ví dụ tôi chọn là 5.5 thì chỗ này nó phải là 7.5 bắt chân đi ấy, thì chọn này này, thì khi các bạn chân đi các bạn kéo ở đây này nó sẽ bắt điểm ở đây, thấy không, thì từ điểm từ đây đây là 5.5 này, từ đây đây là 2 này. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Ừ. Đấy, thì đây nó bắt điểm chân đi. Còn để mà bản vẽ nó chuẩn nhất ấy, thì là cái khoảng cách từ điểm này đến điểm này bằng từ đây đến đây. Có hiểu ý tôi không nhỉ? Thế là cái điểm này nó sẽ chia đôi giữa hai phần này ra. Nha. Đó. Còn nếu mà các bạn không muốn cái chân dim này các bạn có thể chọn là dot này annotation, tôi chọn này là dot dot view dot này, duplicate tôi chọn này là dot ví dụ như là một chẳng hạn, tôi sẽ chỉnh cái thông số đây là một, ok, các bạn có thể chọn đây này, edit thoại này, các bạn chọn cái tích mắc này là gì, dot một này, bạn thấy không, đấy nó có các cái style, ví dụ như chọn đây các bạn cũng có thể muốn đốt hoặc là các bạn chọn là các cái phần ví dụ như là mũi tên này, hiểu không, tùy đây là các cái style mà mình mong muốn đó, thấy không, thì thường thì Revit này nó chỉ có một dim thôi cho nhiều tất cho tất cả được nhá, vì tất cả những cái này nó sẽ có tỷ lệ mà, thì cái dim này nó chỉ có một kích thước dim trên tờ giấy thôi mà. Này, dim chọn này 2.0, ok. Các bạn dim từ đây đến đây. Thì thường các bạn dim tổng này. Dim tổng thì các bạn muốn dim ra mép này, các bạn để chọn đây, các bạn để đặt ra mép ngoài. Cộng cái điểm ở giữa này, các bạn đặt ra mép ngoài. Thì đây nó là wall face, face of core. Còn nếu chúng ta muốn dim hoàn thiện thì chúng ta dim ra ngoài nhỉ. Ấn tab để chọn được. Bạn chọn điểm này nhé, đưa vào đây. Bạn ấn tab này, chọn đường nét ngoài. Người thấy không? Còn bây giờ mọi người muốn dim này, thì ở trong Revit nó có phần dim tường xây nó nhanh. Đó là DI này. Bạn sẽ thấy đây nó có phần là Individual Reference này. Các bạn chọn là Integral dim tường xây này, và Option này. Ví dụ như Option này các bạn chọn ở đây là ví dụ như là
Tim có grid thôi, chỉ tim grid thôi nhá. Cái này ok, đoạn tích ra tường này kéo ra đây thì nó sẽ chỉ dim grid cho các bạn thôi. Còn nếu chọn đây, nếu bạn chọn là in try one, ok, thì nó sẽ dim cả phần tường xây chúng ta này, tường và lưới trục, mọi người thấy không? Còn nếu mà chọn option đây, nếu ta chọn là opening thì nó là center, thì nó sẽ dim vào chính giữa tim của gì, của lỗ mở, thế là dim chính giữa vào của gì, của cửa, đúng không? Còn nếu mà các bạn chọn ở đây là width thì sẽ làm sao? Đây. Đấy, nhìn chi tiết luôn cho ta. Đấy. Nha. Còn nếu bỏ đây chúng ta chỉ chọn đây thôi. Grid thôi thì chọn đây. Nhìn grid ở đây. Còn nếu chúng ta không chọn gì chúng ta sẽ làm sao? Điêm tổng thể. Đấy, điêm cả bức tường này. Đấy. Nha. Vấn đề là cái điêm này thỉnh thoảng nó quay ngược lại anh ấy. Các bạn cũng có thể là chọn cái thước điêm này, các bạn đưa vào đúng cái lưới trục này, đưa vào cái cột nhé, thì nó sẽ quay thước điêm lại này. Vì bản chất ấy, nếu mà nó bị quay thước điêm ấy, nếu các bạn đi mà đi, nếu các bạn đi vào lưới trục thì nó sẽ bị quay thước điêm lên trên, đấy không, quay chân đi lên trên. Nhưng mà các bạn đi đúng vào cấu kiện, là đi vào trong cái cột này, ấn tab này, chọn vào cái cột này, đi sang cái cột này đấy, thì các bạn chắc chân đi nó sẽ không bị quay đâu. Có nghĩa là cái thước chân dim này phải được gắn vào đối tượng. Người ý tôi không nhỉ? Thì sau này ví dụ như cái chọn chọn này, chọn cái cột này thì bạn sẽ thấy có thông số ở đây nó được thực hiện. Chứ còn nếu ta chọn vào cái lưới trục ấy thì là thước dim ấy nó không không hiển thị ra để ta nhập số ấy. Người hiểu ý tôi không nhỉ? Nó chỉ thẳng vào chân dim đối tượng. Thế này. Nói chung là dim tường xây đối với Revit thì nó là nhàn. Không đi mua chung cư nhiều là nó cũng đỡ oải đấy bạn. Đi két là cũng đau đầu đấy, hiểu không? Vì đi cái này nó auto có việc là đi chuẩn về từ xây ấy, hiểu không? Ừ. Chọn này này. Đây nhá, ví dụ như là các bạn khi mà các bạn bị nhá, bạn chọn đây nhá. Chọn cái cửa này. Các bạn sẽ thấy đây lẻ số đúng không? Mà nó không hiển thị cái đây nhá, các bạn có cái gì đây? Activate dimension chọn này. Thì mình chọn vào đây. Mình thể chọn ở đây là 500. 510. Ok. Đó. Bạn thấy đây, nó dồn này. Ừ. Còn nếu mà chúng ta chọn ở đây, chọn này, đi, ví dụ ở đây 28 này, 72 này, đây là 10 này, thì nó sẽ nhảy sang bên này. Cho nó chặn. Còn edit đi mà trong Revit nó vẫn làm được. Tôi chia sẻ luôn. Nhưng nó có cách check ấy. Ví dụ mà số, ví dụ số 7 này tôi cho 710 đúng không? Chọn này. Các bạn thể là click vào nó, các bạn chọn đây, nó là dạng text này, các bạn chuột phải đây, các bạn chọn tôi là cái insert Unicode này, chọn cái đầu tiên này luôn này. Đánh ở đây nó bằng 110, hiểu không? Đi dim của nó biết đấy, nhưng mà vấn đề là khi mình chọn này về ban đầu nó sẽ như này, và trong dim này nó sẽ có cái phần là ghi chú được nó các thứ ra sao.